lạnh mất rồi. Ok, hiện tại là mấy anh em đang dừng chân ở một cái điểm nào đấy. Ơ, chào chị nha, anh Tiến đây. Anh Tiến. Lê đây. Anh Tiến ơi. Anh Tiến. Lê đây. Điệp đây. Anh Tiến đây. Không ai biết anh Tiến à? Đùa. Không ai biết anh Tiến à? Ơi. Ai biết anh Tiến? Thế mày bảo trừ. Lệ. Để mắt mở ra rồi. Đi cùng anh cho bớt lại đi. Ủa nhỉ? Sao chú này đi ngủ nhiều thế nhỉ? Ai ngủ nhiều nhỉ? Này, nói đi để anh đi vệ sinh nhá. Bên kia chị Lộc nhá. Chị áo trắng kia biết chưa? Chưa biết. Gặp một lần rồi gì nữa? Nam mặt hết chữ rồi. Hả? Bắt tay rồi là nói chuyện gì nói nữa? Chuyện mấy chị sang ăn gula làm gì nữa? Nói chuyện nhiều lắm rồi đấy. Như này. Ôi trời ơi, xinh quá. À, thế là trước là diễn à? À, diễn rồi. Cho xem lại video. Cho xem lại hình của chụp cái video. Chán thật đấy. Ừ. Đây. Biết ai đây. Ai cũng xinh lắm. Ôi trời. Ai? Nói lại. Em Thủy Tiên. Chút nữa. Thế vừa rồi hỏi này không bảo có biết. Em nghĩ anh nói chị. Áo trắng mà, nó bảo áo trắng cơ mà. Áo trắng em đã biết rồi, gấp khi áo Angola rồi. Thì lúc đấy ở trên xe chẳng nói đây là Lộc. Em áo hồng là Lộc. Đấy, vợ của anh Đức. Đấy. Chứ đừng thấy xinh mà bắt đầu là người ra là em xinh quá. Là anh Đức anh đấm vào đấy. Nhớ chưa? Ôi rồi, nhìn đồ đi đâu gặp ái tán rồi có kể luôn. À? Ai dạy nhìn đồ tàn gái? Không biết, nhìn nào có biết tàn gái em không? Biết. Ai gọi nhìn đồ tàn gái? Không. Hả? Nhìn đồ chưa biết tàn gái đâu. Không biết, nhìn đồ không biết tàn gái đâu. Biết tối qua gọi điện cho ai rồi đấy. Gọi điện cho ai rồi? Em về tới nhà chưa? Tối qua gọi cho ai? Gọi cho ai mà hỏi em về tới nhà chưa? Trời, chưa gọi ai như thế, chưa gọi ai. Về phải gọi điện cho anh ngay nha. Trương ơi, Trương nói rồi. Trương kể lại rồi. Trương kể lại rồi. Trương bảo là chắc là anh đưa Lindo hỏi. Tán em. Gọi video call. Gọi nhìn hình ảnh. Em về tới nhà chưa? Vừa gặp nhau ở công ty xong là về cái là bắt đầu là gọi bằng hình ảnh. Dồn sang đây nhỉ? Có. Yêu thật thì phải bảo các anh để các anh biết được một tí. Có anh giả. Không yêu đâu. Sao lại em lại phũ phàng như vậy, định lừa? Anh ngồi ăn lừa thôi.
Điểm rồi, đấy nhá. Toàn để, rồi. Để coi điện trường nhá. Ờ, điện trường nhá. Nhá. Điện đồ lừa. Ai nhỉ? Sao lại yêu lại lừa? Không có ý yêu đâu. Mà chưa có đấy không? Đấy, đấy. À, đấy, mình gặp chuồng lại. Dừng lại. Anh em chưa. Ok, đấy, thấy chưa? Thế sao không đi tối qua lại gọi điện cho em ý hỏi là về nhà chưa làm gì? Khi để em lấy chim hay em anh em lấy chim mà. Khi để em mà. Anh em lấy đi mà. Lấy chim xong. Đến lúc em đi về có gọi cho em hay không? Có gặp đấy. Lúc em đi về ấy, lấy chim xong rồi về ấy. Rồi. Lúc để khi để em là trường về chị lại kêu lên đó để ghi ao. Dạ dạ. Đúng không em? Đúng không em? Đâu em? Đi rồi à? Lắm rồi ăn đi. Thế thôi. Chào em đi đi. Dạ dạ. Anh chào em nhá. Hỏi ăn chưa? Hỏi cơm chưa? Chưa ăn cơm chưa? Em ăn ăn cơm chưa? À. Nếu mà không yêu thì không được quan tâm đến nhau. Đúng rồi. Ừ. Đây quan tâm hỏi ăn cơm chưa làm gì? Ừ, giời anh bảo chứ không thế rồi. Phải hỏi chứ đây. Muốn chơi đây á? Muốn chơi đây bạn này? Thôi nha. Ăn cơm đi đi. Ăn cơm đi. Ôi giời. Dạ dạ. Thôi nha. Trương ơi, từ bây giờ anh đi đồ anh không gọi cho em nữa đâu nhá. Đi đồ bảo không yêu. Mời các bạn nha. Mời các bạn đi. Nha. Mời các bạn nha. Không gọi cho Trương nữa nha. Tập trung mời các bạn nha. Không yêu đâu. Mời các bạn ăn nha. Khóc rồi. Đi đồ khóc rồi. Nha. Mời các bạn ăn đây. Mời các bạn ăn đây. Mời các bạn ăn nhá. Đây phải Nghệ An đâu, đi Hà Giang. Ồ, thế à? Ôi, vẫn tưởng đi Nghệ An. Tên Quảng. Dạ. Mời ăn đi. Mời cả nhà nhá. Mời các bạn ăn đi. Mời các bạn ăn chưa? Dạ. Mời các bạn ăn nhá. Nói to lên. Mời các bạn ăn. Dạ. Được kìa. Dạ. Mời bên kia ăn kìa. Mời các bạn ăn. Con đấy được đấy. Mời tất cả các bạn ăn. Đấy, dạ, mời tất cả các bạn ăn. Rồi, cả nhà mình nhá. Dạ. Ok, nha, Nindo nhá. Bây giờ nha, đố Nindo bây giờ. Ăn mà đoán được ra là món gì nhá. Đấy nha, đầu tiên là theo món này, xem là Nindo xem là phát hiện ra món gì nhá. Cái món này là ở Angola cũng có. Dạ. Rất nhiều luôn. Vâng. Rất nhiều luôn. Bây giờ ăn thử đi. Dạ. Một hành, một lại không hành. Được ạ. Rau khoai. Rau khoai. Dạ, rau khoai. Rau khoai. Chính xác. Dạ. Bây giờ là đây, từ từ nhá, rồi ăn hết đi, xong lại tiếp tục, món này khó hơn đây này. Vâng. Món này khó hơn là xem là... Ừ, và từ từ nhá. Dạ. Ăn từ từ nhá. Dạ vâng. Ăn hết đi cho mà mồm ăn hết luôn. Ăn sang chảnh đấy. Ăn gì mà sang chảnh đấy. Cà. Dạ, cà. Ăn sang chảnh đấy. Ăn phải lụm luôn chứ. Thì món này, biết món này chưa? Thịt sao ạ? Ăn thử, gắp ăn thử đi. Cà, được. Cà mà ăn thế thì Thịt heo hả? Thịt heo à? Cái thịt heo? Có phải thịt heo không? Ăn chuốt đi, bởi vì mà thịt heo ấy.
Là đi nhà má. Gà. Gà thôi như thế hả? Ừ, thịt gà là như thế. Xương như gà ta. À sao bằng gà xanh. Nhìn xương to quá. Gà Việt Nam to lắm. Vâng ạ. À hóa ra là ông nhìn xương đoán thịt heo. Dạ vâng ạ. Dạ. Cái gì nữa? Đây, giờ món này, món này, món này. Đây món này. Không, món này gắp cả thịt nữa. Đây cái này món này còn món này thì khó đây. Thịt bò ơi. À, được, chuẩn nhỉ. Thịt bò, rồi. Thịt bò, vâng ạ. Tiếp tục món 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 nữa, món nữa. Đây là đậu. Tôi ăn đã biết là đậu rồi. Đây là đậu. Đây là cá. Cá về chuối. Cá với gì? Chuối, chuối. Cá kho chuối. À vâng ạ. Cá kho chuối. À, đẳng cấp đấy, bây giờ tất mà cả món ăn là đều biết hết đấy, hiểu không? Đây. Ờ, đây, 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 món này mới là đẳng cấp này. Đây là rau, rau thơm. Rau thơm. Rau, rau gì? Rau thơm. Thơm à? Thơm. Rau thơm. Dạ. Đây, 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 ở đây, còn đây nữa, bên. À. À, không. À, nước mắm ớt cay. Nước mắm ớt cay. Dạ. Nước mắm ớt cay. Đây là súp, súp về ớt cay. Dạ. Ừ, biết hết luôn đúng không? Sang Việt Nam đây. Dạ. Đây đây thì còn món này. Đây là canh. Canh. Canh rau. Đấy, không hổ danh là Lindo bây giờ là. Canh rau khoai. Canh rau khoai luôn. Không hổ danh là đi chợ bán hàng mà bao nhiêu năm nay là bây giờ là cũng biết đấy. Dạ vâng ạ. Đấy, sau này về nhà làm cá kho chuối này. Vâng. Cà này đấy, Bảo Điệp ấy. Dạ vâng ạ. Đi mua đồ về về cho tao làm. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Sau rồi cái này sáu măng này. Sáu măng chua à? Dạ. Măng là cái này là cây bamboo đấy. Dạ. Đấy cái cây bamboo nhỏ nhỏ này, mới mọc lên đây này. Dạ, bamboo. Đấy, xong là bỏ ra, là thái ra xào, ăn. Dạ. Nhân người ta gọi là măng. Dạ, à, thịt bò xào măng à? Ờ, à, thịt bò xào măng. Dạ vâng, dạ vâng. Ừ. Thịt bò xào măng. Đây là thịt gà rán. Thịt gà rán. Dạ, đúng rồi. Rang rừng. À, vâng. Gà răng. Gà răng gừng á. À? Răng hành. Dạ vâng. Răng gừng. Gà chanh. Vâng, vâng ạ. Đây là lúc đấy là anh chủ quán, anh ấy gọi đồ. Mới 2 sáng nay, anh ấy chọn tặng cái đồ. À, biết quán gì không? Không. Không biết quán này. Mà ăn một lần rồi. À, mà là chắc chưa biết tên. Ở đâu? Ăn ở đâu? Có đi ăn bây giờ ăn thử xem là như thế nào, xong là anh sẽ nói cho biết ở đây là đây ạ. Quả gì? Ăn thử, trải nghiệm thử đúng không? Dạ. Cứ cho một món hết luôn nhá. Dạ. Đây. Ấm. Có hết không? Có cái hạt cái ở trong á. Đừng có nọt đấy. Cây như mấy đấy. Vâng. Hạt này là đưa ăn qua la trống ấy. Ờ, đưa ăn qua la trống đi. Nhưng mà từ lúc lên đồ về thì cái ăn không sang sang chảnh ấy nhỉ? Ừ. Ăn sang chảnh ra một tí đấy. Vừa thế. Ờ, ăn sang chảnh ra một tí đấy. Đó, ăn nhỏ nhẹ, cắn một tí. Ừ. Ngon nhá. Ờ, ngon. Vừa bảo là cái hạt này tí đưa về ăn qua la trống. Đưa về ăn qua la trống. Đưa về để cho Linh Philip với cả đông con lùi dầu. Ờ, vâng. Các bạn lấy cái hộp được nhá. Dạ. Ăn à. Được rồi. Dạ. Được rồi, thiết kế cho cái hộp. Quán này tên gì nhỉ? Nhãn. Quả nhãn. Quả nhãn. Như bà thí, cái vị của nó thế nào? Quả nhãn. Ngon, ngọt. Nó ngọt. Không chua là ngọt cố luôn. Đây nha. Ăn xong là bỏ hạt đây nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Đâu, hạt đâu? Ăn được mấy quả rồi? Dạ, một quả thôi. Đâu hạt đâu? Đây đây. Đấy. Bỏ hạt vào đây xong là để đem về trồng. Ok. Đây. Thật à? Hay là đặt ăn coi là
qua này có không không lên được. Lên đường hết ở đâu chả lên được. À. Qua này. Đếm xem nào. Đấy, Linh ăn được 2 quả rồi này. Linh đồ ăn được mấy quả rồi? Qua này quả 2. Dạ. Quả nhãn. Đây là ý là cái dâm đúng không? Dạ. Dâm để trồng đúng không? Dạ. Đây. Ngọt lắm. Dạ. Ngon á. Đi đồ gọi là chị cho em xin cái túi để chị cất về nhà này đi đường để ăn. Dạ. Đi xin đi. Có bóng nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn. Yeah, well,